Vân Anh Thủ Thí xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Hiện tại đang là phiên tối của ngày 27 tháng 2 năm 2020. Tối nay thì nhà em vừa mới cập bến một cái lô hàng Thái siêu khủng nha các bác nhá. Đa dạng phong phú luôn, rất là nhiều các mặt hàng. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229. Địa chỉ Vườn Lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Bên cơ sở Lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền ạ. Và toàn bộ cái đơn hàng tối ngày hôm nay của nhà em thì không bao ship nhá các bác nhá. Mọi người lưu ý giúp em ạ. Đây, sau đây thì em sẽ đi điểm chi tiết từng cái mặt hàng một. Đầu tiên nó là cái mặt hàng, cái cây này nó là cây dạng trầm nectar nhá, 150k một chậu này. 150k đồng chậu nhá, mặt hoa thực tế đây. Tím ngắt luôn nhá. Cực kỳ thơm và bền. Đây là cái này là nhà em vừa mới rỡ ở thùng ra nhá, cho nên là cái bông hoa nó chưa được hồi ạ, nó vẫn hơi rủ. Đến mai, mai bắt đầu tưới nước vào nó bắt đầu nó mới căng hết những cái cánh hoa ra nhá. Nhìn cái bông của nó rất là to luôn. Bông hoa của nó tương đối to nhá. 150k cho một chậu này. Cái này nó là cái hàng nectar nhá, trầm nectar này. 150k một chậu. Đây. Hàng rất là đẹp luôn. Tiếp theo sang mặt hàng tiếp theo nó là cái hàng sóc tím này. Sóc tím nhá, em bán là 400k một chậu. Đây để em tìm cái mặt hoa cho các bác xem luôn. Đuôi sóc đấy ạ. Trung bình một chậu này thì nó sẽ dao động khoảng tầm 5 ngọn nhá. Đây mặt hoa đây. Vòi hoa dài này. Dày bông nhá, rất là dày bông. 400k một giò như thế này. Hàng đang có nụ nha cả nhà nhá. Hàng đang có nụ này. Nhìn này. Đây em sẽ đây này, quay luôn vào cho mọi người xem nhá. Hàng đang có nụ nhá. Trung bình một giò này thì nó sẽ có khoảng tầm 5 ngọn nhá. 3, 4, 5 này. 5 đến 6 ngọn một giò đấy ạ. 5 đến 6 ngọn một giò. 400k nhá. Cái hàng sóc này này thì nhà em có cả cái giò nhỏ lẫn giò to. Đây em sẽ cho các bác xem một cái giò to nhá. Đây, một cái giò to này. Giò cây này rất là to, ngọn của nó rất là to nhá. Một cái giò to như thế này em bán là 550k. Đây. Siêu to luôn đây, mọi người so sánh luôn này. Hai loại này, loại 400k đây này. Loại 400k đây nhá. Và loại 550k này. Siêu to khổng lồ luôn. Hàng thì tầm này là cái giò nào nó cũng đang bắt đầu nó nhú hết nụ rồi. 400k nhá. Cái chậu này, chậu nhỏ này, em có hai loại. Giò nhỏ này 400k, trung bình 5 đến 6 ngọn. Một giò to như thế này 550k. Đây. Giò siêu to luôn nhá, đây các bác so sánh thực tế luôn này. Đặt hai cái giò cạnh nhau luôn nhá. Mọi người nhìn. Đúng một thằng bố một thằng con luôn. Tiếp theo sẽ đi sang một cái mặt hàng tiếp theo nữa. Nó là cái hàng kiều vàng. Đây nhà em đang giữa hàng chưa giữa hết này. Kiều hoa vàng đấy nhá các bác nhá. Đây này. Vàng này nó hơi phẩy tí hồng đấy ạ. Hơi phẩy tí hồng. 130k một vàng này. Em ship từ hai bảng trở lên nhá cả nhà nhá. Kiều vàng này, ship từ hai bảng trở lên, 130k một bảng. Đây. Vàng này nó hơi phẩy một tí hồng, hơi ánh hồng một chút này. Cực kỳ đẹp luôn nhá, mặt hoa thực tế đây ạ. Đây một bảng này nó sẽ như thế này. Hàng này về các bác chỉ việc treo lên chơi thôi.
hàng vừa dỡ trong thùng ra cho nên là cái bông nó chưa căng hết nhá. Cái cánh hoa này này, nó chưa căng hết ạ. Màu rất là đẹp, nó rất là bắt mắt luôn. Đây còn những giò thì nó vẫn còn nguyên nụ đây. Hàng này về đến tay các bác là nó sẽ nở bung bét ra. Rồi một giò hoa rất là đẹp nhá. 130 một em kiều, ship từ 2 em trở lên nhá. Đây, ngoài ra thì nhà em còn rất là nhiều những cái hàng. Đây là những cái giò kiều này, siêu to khổng lồ luôn nhá. Đây, nhá trước một chút về cái giò kiều tím này. Con này 4 triệu nha cả nhà nhá. Tím ngắt luôn. Đó. Đây con này là nó được giải thưởng hoa bên Thái nhá. 4 triệu con này nhá. Đây ngoài ra thì nhà em còn một số những cái giò siêu to khổng lồ luôn. Các bác nào mà có nhu cầu thì mọi người cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại mà em ghi trên màn hình để nhà em tư vấn nhé. Đây con này siêu đẹp luôn, lá mít nhá, mít đồng xu này, đẹp lung linh. Đây cái phần cuối video nhân lên siêu phẩm của nhà em nhá, nhạn này, nhạn 4N nhá cả nhà nhá. Đây đẹp chưa, không có nhiều đâu ạ, đây em có mỗi 5 con thôi. Tranh cướp được 5 con nhá, quay một dàn luôn này. Đây cái 4N này thì em có tất cả là 5 con, sẽ đánh mã thứ tự là từ N1 nhá. Đánh mã từ N1. Đây con này này. Cái N1 này của em này, con này là con đẻ con này. Xếp chưa? Lá mít xếp nhá. Đây là N5 rồi. N1 đây. N1 này. Một con mít xếp này. Ôi, đẹp xuất sắc luôn. Các bác nhìn này. Đẹp chưa? Mít nhá. Xếp chân rết luôn, đúng xếp chân rết luôn. Cái này N1 của em con này 2 triệu nhá. N1 2 triệu này. Đẹp xuất sắc luôn nhá. Đó, tiếp theo sang N2. N2 nó là một cái cây đẻ con. Đẻ con này, con N2 này. 2 triệu 500k nhá. Cây một mẹ một con này. Đây. Người nhìn này, bản lá to nhá. Xếp chân rết này. Rít rịt rịt luôn. Một mẹ một con. N3 ạ, N3 này. Con này là 2 triệu nhá. N3 con này 2 triệu đây. Ủa, con này đẹp dã man, lá nó hơi xoắn xoắn này. N3 này. Có đúng 5 cây thôi nha các bác nhá. Nó cứ dao động khoảng tầm 2 triệu đến 2 triệu rưỡi một con. N4 này. N4 con này của em cũng 2 triệu này. Đây nhá. Ui, đẹp xuất sắc luôn, không tì vết luôn nhá. Đây này mọi người nhìn này. Bóng nhây luôn. Tiếp theo sang không? N5, N5 con này là 2 triệu rưỡi. Con này là cây mẹ con nhá. Đây cây đẻ con đây. Đây mọi người nhìn này. Xếp đều tăm tắp luôn nhá. Đẹp chưa? Xuất sắc. Ôi. Dàn người mẫu. Đây em còn mấy cái giò tam bảo sắc đột biến. Tam bảo sắc đột biến nhá. Hoa trắng muốt luôn. Không có nhiều đâu, chỉ có mấy 4 giò thôi. Đây này. Cái tam bảo sắc này em sẽ đánh mã tiếp theo luôn là N6 nhá. Con này 300k, hoa trắng muốt nhá các bác nhá. Hoa trắng muốt 11 luôn này, lá xếp này. Đây này mọi người nhìn này. Hàng ngày hàng thuần rồi nhá, về mọi người chỉ việc treo lên tưới nước cho hàng ngày. Đợi đến mùa nó ra hoa là các bác chơi được rồi nhá. Tam bảo sắc hoa trắng nhá, trắng muốt luôn. N7 này. N7 con này của em 700k này. Hàng đột biến nhá, hoa trắng muốt luôn. N7 nhá, con này em đánh mã là N7. 500k N7 này, 500k này. N7 500k. N8 này. Con này 350k nhá các bác nhá.
350 nào 8. 350k. Nó 9 này. Đây con này dáng cực, con này dáng thẳng này. Con này em chốt 400k nhá. Đây lá xếp thẳng chưa? Đẹp xuất sắc. Ngoài ra thì nhà em còn rất là nhiều những cái mặt hàng khác nhá. Như là châu chậu cây con, châu chậu cây như thế này này. Hẹn các bác video sau, em sẽ lên chi tiết, em báo giá chi tiết sau nhá. Còn bây giờ thì em xin phép dừng video. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì mọi người cứ nhắn tin hoặc là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0981 550 768 hoặc 0817 892 229. Em chào mọi người ạ.